Ê, mới sáng sớm ra mà thấy bực cả mình, khổ thiệt chứ. Sao vậy Lu? Ai nó làm mày phải bực gì hả Lu? Để ba đi kiếm nó coi. Vừa mới ra bụi cây giơ cái chân phải lên là mấy mụ hàng xóm đã cầm gậy ra rình đập tôi à. Muốn sống lương thiện mà họ không có muốn mà. Tới lúc bị cắn rồi lại gào lên. Bình tĩnh lại đi Lu, mày mà cắn người ta là tới công chuyện luôn á. Hey, trời ơi, nhưng mà vụ này không có lời xin lỗi là mấy mụ đã tới công chuyện với tôi luôn á nha. Được rồi, để ba sang nói chuyện coi sao. Mà mày cứ đi tiểu tiện bừa bãi như vậy không được. Sân nhà rộng rãi mày không chịu đi, mày cứ thích qua nhà hàng xóm là sao? Bên kia view đẹp hơn, thoáng mát hơn, nơi lý tưởng như vậy, sao tôi từ chối được? Bởi vậy người ta đánh cho thì lại bảo là tại cái số. Thôi đã lỡ rồi, chuyện gì bỏ qua đi. Tôi là tôi dễ quên lắm, không sao đâu, mặt tôi uy tín vậy cơ mà. Hàng xóm bảo mất mấy đôi dép liền ngay trong đêm luôn á luôn. Dạo này tụi nó lộng hành ghê, dép mà nó cũng không tha nữa luôn ha. Ôi trời đất ơi, hảo hán nào mà làm cái chuyện kinh thiên động địa vậy hả trời. Mờ mày để ăn chứ ai lại đi nhai dép bao giờ, thấy không? Không. Ừ ha. Ê mà khoan, dừng lại chừng 2 giây nghe luôn. Sao mày biết người ta lấy dép mang về để nhai vậy mày? Hả? Ai vậy, ai biết gì đâu. Thì tôi đoán đại thôi chứ đâu, tôi biết cái gì đâu mà nghe không biết vậy. Ba nuôi mày lớn tới chừng này rồi, ba lạ gì mày nữa hả Lu? Ôi ơi. Nói đi Lu, số dép còn lại mày giấu ở đâu rồi? Ôi, thì tôi có nhai mấy chiếc, không nhớ là bao nhiêu, nhưng mà nhai xong rồi tôi liền mang sang nhà bên vì bển cũng có nuôi chó mà. Thông minh lắm, đúng là con trai của ba, nhìn thôi đã thấy ngáo rồi mà còn coi bộ dữ dằn nữa ha. Ngáo không phải là một căn bệnh khó chữa, mà đó là một cái lớp vỏ bọc che giấu tài năng thôi, ông hiểu không? Thay cho câu ngụy biện đầy tính nhân văn của Lu ngáo ha, tối nay ba cho mày một suất 3T hết luôn ha. Còn thiếu cái gì nữa ông Khang à? Thiếu á, thiếu. Thiếu gì nữa mày? Thiếu mà. Thiếu gì? Thiếu chai xịt in chứ còn gì nữa, combo hợp lý luôn. Lu à, từ qua tới giờ ba cứ bị đau bụng hoài luôn, khó chịu ghê luôn á. Ông lại ăn linh tinh gì rồi hả ông Khang? Ông đi khám chưa? Có khám rồi, họ bảo chỉ là triệu chứng bình thường và cho thuốc uống nhưng mà không có đỡ gì hết trơn rồi con à. Trời ơi, tình hình có vẻ không ổn nhỉ? Ông có dùng thử qua thạch nghệ saffron chưa? Hả? Ba chưa nghe qua Lu à. Mày biết thì mách cho ba đi, dạ dày của ba thế này sao mà chịu nổi được. Thạch nghệ saffron là sản phẩm đạt chuẩn FDA Hoa Kỳ, có các thành phần rất tốt như là saffron tươi, nghệ nano đông trùng, chiết xuất nấm đinh chi, vitamin B1, vitamin B6, vitamin C1 và có vị chuối nữa. Đối tượng có thể sử dụng là trẻ em trên 2 tuổi làm biếng ăn nè, còi cọc nè, người ốm yếu, sức khỏe đề kháng thấp nè, người có vấn đề gì đường ruột, dạ dày nữa. Muốn sở hữu em nói rất đơn giản, chỉ cần gọi vào số hotline 0971575345 là xin ngay về nhà luôn. Muốn hỏi chi tiết hơn thì có thể liên hệ qua fanpage siêu trị đau dạ dày thạch nghệ saffron là được rồi. Siêu trị đau dạ dày thạch nghệ saffron giúp trẻ ăn ngon, tăng sức đề kháng. Mày vô. Wow, thạch nghệ saffron, đây là giải pháp trị dứt điểm cơn đau bao tử và mất ngủ đã đeo bám mình nhiều năm. Ngoài ra thì còn trị được chứng biếng ăn của mấy đứa nhóc nhà mình nữa. Dùng xong một liệu trình thấy da dẻ đẹp lên, thấy rõ, ngủ ngon, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng trơn á. Thành phần quý không à nha, saffron tươi, nghệ nano đông trùng, nấm linh chi và các loại vitamin. Được biết nghệ nano của Nhật Bản giúp hấp thụ gấp 60 lần so với tinh bột nghệ thông thường, cho nên cực kỳ hiệu quả luôn nha. Em nói dạng thạch cực kỳ dễ ăn, có vị chuối thơm mới là thơm, ngon ngon ngọt ngọt, ăn ghét nghiện luôn, cứ thèm miết. Ngày ăn từ 1-2 gói là được rồi nha. Còn ai ăn nhiều hơn là chắc ghiền rồi đó nha. Ai bị đau bao tử lâu năm, suy nhược cơ thể, biếng ăn mất ngủ thì không nên bỏ qua nha. Bạn đang kinh doanh và muốn bán được nhiều sản phẩm, có thêm thu nhập hoặc muốn nhiều người biết đến thương hiệu của mình, vậy hãy thử liên hệ quảng cáo trên Thánh Lồng Tiếng. Với hệ thống online, fanpage hơn 3 triệu người theo dõi, YouTube hơn 2 triệu người đăng ký, kết hợp những nội dung nóng nhất trên mạng xã hội, chắc chắn mục tiêu bán hàng của các bạn sẽ thành công. Liên hệ 0987575345, email, SMS, Zalo hoặc inbox trực tiếp trên fanpage Thánh Lồng Tiếng.